cú đấm của Donald Trump vào mặt Nguyễn Phú Trọng. Chỉ hơn 2 ngày sau khi Cộng sản Việt Nam tuyên bản án 12 năm tù đối với công dân Hoa Kỳ Michael Phương Minh Nguyễn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Việt Nam có thể sẽ là đối tượng mới trong cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ. Bản án nặng nề 12 năm tù đã được ngang nhiên áp đặt bởi Tòa án Cộng sản với những cáo buộc vu vơ như mua ná bán đá để âm mưu lật đổ chính quyền. Bất chấp nhiều lần lên tiếng yêu cầu thương thảo của các thành viên trong hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ, thái độ của Hà Nội và bản án dành cho ông Michael Nguyễn là một sỉ nhục lên tư thế ngoại giao quốc tế của Hoa Kỳ. Do đó, phải chăng kết quả của phiên tòa xử vào ngày 24 tháng 6 đã dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với nhà cầm quyền Hà Nội mà đứng đầu là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng? Nếu Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cai trị Ba Đình nghĩ rằng 12 năm tù của Michael Nguyễn sẽ là vốn đổi trác để sử dụng cho những vòi vĩnh về bang sao lợi ích kinh tế trong tương lai với Hoa Kỳ, thì phản ứng của Tổng thống Donald Trump là một cái tát, hay chính xác hơn là một cú đấm mạnh bạo, bất ngờ, đầy ngạc nhiên vào mặt tập đoàn chuyên lấy tự do của con người làm vốn đi buôn. Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tệ hại nhất. Việt Nam đã lợi dụng Hoa Kỳ còn hơn cả Trung Quốc. Quốc gia này tuy nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng nó gần như là quốc gia lạm dụng tồi tệ nhất trong mọi quốc gia. Kể từ sau bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ, phải nói rằng chưa bao giờ có những thông điệp, những lời lên án nặng nề như vậy từ một Tổng thống Hoa Kỳ đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nếu Bắc Kinh được xem như là đối thủ hàng đầu trong chính sách đối ngoại để làm nước Mỹ hùng mạnh, thì qua tuyên bố Việt Nam đã lợi dụng Hoa Kỳ còn hơn cả Trung Quốc, ông Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo vô cùng nghiêm trọng đối với Hà Nội. Việc làm có thể được xem là tệ hơn Trung Quốc trong cuộc chiến tranh thương mại đang tiếp diễn. Chưa cần đợi đến lúc Washington thực sự áp thuế lên những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và Hoa Kỳ, những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn cho chương trình Fox Business News ngay lập tức sẽ đem lại nhiều tác động tiêu cực cho nền kinh tế Việt Nam, phương hại đến uy tín và quyền lực chính trị của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thành phần nội bộ đảng, cũng như tầng lớp tư bản đỏ đang đồng hành với Cộng sản đỏ để làm giàu. Bên cạnh đó, những công ty nước ngoài đã, đang và sẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để rời sang Việt Nam sẽ khựng lại và phải xét lại những kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Nếu, và một lần nữa, nếu phản ứng của Tổng thống Donald Trump là đến từ kết quả của phiên tòa xử công dân Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào ngày 24 tháng 6, thì Nguyễn Phú Trọng và bầy đàn đã trả một cái giá vô cùng đắt cho bản án 12 năm tù đã áp đặt lên Michael Phương Minh Nguyễn. Ông Donald Trump coi thường Thủ tướng Việt Cộng qua thông điệp hình ảnh tại Osaka. Khi ba ông kẻ trong tứ giác kim cương là Donald Trump, Modi và Shinzo Abe gặp nhau, ông Donald Trump đưa ra kiểu chào first bump của đàn ông Mỹ, dùng nắm đấm chạm vào nhau thay cho cái bắt tay chào hỏi. First bump là một hành động của sự tôn trọng giữa hai người với nhau trở lên. Nó thường được sử dụng trong bóng chày và khúc côn cầu là một hình thức của lễ kỷ niệm với đồng đội và với những người chơi đối lập ở gần cuối của một trò chơi. Trong đó là một cử chỉ ăn mừng chung giữa hai đội. Ngoài ra, nó còn được dùng rất thường ngày giữa hai người dù không quen biết nhưng vẫn chào hỏi nhau bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng. Đó là biểu trưng cho một sự tôn trọng, lịch sự giữa hai người. Đối lập với kiểu chào first bump giữa ba ông kẻ, thì người ta thấy hình ảnh Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc lò dò tới, chìa tay ra bắt tay với ông Donald Trump khi ông ta đang ngồi. Tuy nhiên, thay vì chìa tay ra bắt theo kiểu quen thuộc mà ông Trump đã dành cho Tập Cận Bình, thì ông Trump khoanh tay trước ngực, làm cho Phúc Miệng quê độ phải đập lên tay ông ta, chữa quê. Tại sao Donald Trump không đáp lễ theo nghi thức ngoại giao tối thiểu của một gentleman, mà lại khoanh tay lấy mắt ngó như vậy? Không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì trước khi bay qua Osaka, ông Trump nói rằng trong thương mại, Việt Cộng đối xử với Mỹ còn tệ hơn cả Tàu Cộng. Tập Cận Bình còn được ông Trump bắt tay, như bắt chân chó cưng thì Phúc Miệng còn tệ hơn cả. Nên việc gì ông Donald Trump phải giơ tay? Và cuối cùng tới phim Việt Nam, bài viết của tác giả Cánh Cò được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Nhiều người nghi ngờ tác động hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc chạy sang, núp dưới cái bóng Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ, sẽ làm cho kinh tế Việt Nam khó khăn thêm nếu Donald Trump chú ý tới những mánh khóe gian dối mà Trung Quốc sẽ làm như thường thấy xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều đó đã tới và Donald Trump cũng đã công khai lên tiếng chỉ trích thái độ mà ông gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng. Hà Nội sống quá lâu trong sự coi thường đế quốc Mỹ. Một con hổ giấy, một kẻ thù giấu mặt, thậm chí là một đất nước rất dễ lợi dụng, nên tâm lý phớt lờ cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn xuất hiện trong tư duy của báo chí lẫn cán bộ làm kinh tế. Mỹ đánh tàu chỉ có lợi cho Việt Nam mà thôi, và từ cái đó sinh ra những kế hoạch hậu trường nhằm lợi dụng cuộc chiến này để thủ lợi. Cách thủ lợi nhanh chóng và gọn gàng nhất là âm thầm mời các công ty Trung Quốc vốn đang bị Mỹ bao vây mang nhà máy vào Việt Nam rồi tái xuất sang Mỹ với cái nhãn mác Made in Việt Nam. Nhưng mang vật tư xây dựng một nhà máy tiêu tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc gì cuộc chiến sẽ kéo dài. Nên khi nghe đối tác đề nghị mang hàng đã xuất kho từ Trung Quốc, ém quân một thời gian, dán lại nhãn giao cho Việt Nam xuất sang Mỹ, con đường nhẹ tênh nhưng lại có lợi nhiều hơn so với suy nghĩ một chiến lược dài hơn, nhân cơ hội này chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ, thay thế một phần nhỏ của hàng hóa Trung Quốc trước đây. Tâm lý ăn xổi ở thì vẫn ngự trị trong bất cứ chính sách nào mà Hà Nội đưa ra, nhất là cái lợi khó cưỡng trước mắt. Thế nhưng Tổng thống Donald Trump không phải là Obama hay là Clinton. Ông Donald Trump có cặp mắt cú vọ, nhanh chóng phát hiện những con chuột tuy lén lút nhưng lì lợm, gian dối khi làm kinh tế, dù là Trung Quốc hay là Việt Nam. Chính sách của chính phủ mà ông đứng đầu không bỏ sót một quốc gia nào, dù là đồng minh hay đối nghịch. Việt Nam tuy là nước lập lờ giữa hai khái niệm ấy, nhưng do vị trí đặc thù của địa chính trị, nên được sự chú ý của ông Tổng Tư lệnh của cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Quốc. Việt Nam tỏ ra non tay và quá xem thường nước Mỹ dưới thời của ông Donald Trump, nên hôm nay đã lãnh hậu quả mà không người dân nào muốn thấy. Rất nhiều công ty đang rời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc, là câu phát biểu của Tổng thống Donald Trump với chương trình Fox Business vào sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6. Và tệ hơn nữa khi ông thêm rằng Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả các nước. Sự khó chịu lên tới mức giận dữ của Donald Trump có khiến cho Hà Nội lo ngại hay không là một việc. Nhưng chắc chắn rằng người lo ngại hơn cả Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông ta đang thu dọn hành trang để lên đường sang Mỹ. Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa đối với ông khi lần đầu tiên ông ta sang Mỹ với danh phận của một nguyên thủ quốc gia chứ không phải là chủ tịch của một đảng phái. Cho dù là Đảng Cộng sản đi chăng nữa, ông Trọng thật là khó ăn khó nói khi gặp ông Donald Trump mà bị nhìn dưới đôi mắt là người đang thủ lợi một cách bất minh trong cuộc chiến tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù ông Donald Trump chưa bao giờ lên tiếng chỉ trích về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, nhưng gót chân Asin về thâm thủng mậu dịch của Mỹ vẫn là trọng tâm mà ông Trump nhắm tới, sẽ không làm ông phớt lờ những kết quả gần đây đang đặt lên bàn của ông trong phòng bầu dục. Có lẽ Việt Nam ngủ quên trước lời khen ngợi của ông Donald Trump vào vài tuần trước khi nói với một kênh truyền hình ở Anh rằng Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ và họ đàm phán kinh doanh rất tốt. Việt Nam quên bẵng rằng chính sách cây gậy và củ cà rốt vốn chưa bao giờ rời khỏi bàn tay của bất cứ tổng thống nào của nước Mỹ. Khen để Việt Nam tự thay đổi cho phù hợp với xu thế mới, chứ không phải là khen để rồi tưởng rằng cá đã cắn câu. Còn cá Mỹ tuy có cắn câu đi chăng nữa, chỉ sợ chiếc cần của Việt Nam quá nhỏ bé để làm chủ được con cá ấy. Chính sách mở cửa cho hàng hóa Trung Quốc từ hàng chục năm nay đã tỏ ra có hại cho kinh tế Việt Nam hơn lúc nào hết. Người Việt đã quen thuộc với hàng Trung Quốc đóng nhãn Made in Việt Nam, nên vấn đề này đối với nhiều người không quan trọng. Nhưng trong cuộc chiến tranh thương mại đang xảy ra, việc thay đổi nơi xuất xứ của hàng hóa là hành vi được xem là tiếp tay cho kẻ thù của Mỹ. Có cần thiết đóng vai kẻ thù cho vừa lòng đàn anh phương Bắc hay không? Là câu hỏi mà người dân đang chờ lời giải đáp từ chính quyền của mình. Với ông Donald Trump, bất cứ giải thích nào cũng là vô giá trị, vì con số mà các cơ quan theo dõi xuất xứ hàng hóa của Mỹ đưa ra mới là kết quả đáng tin. Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam gia tăng kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỷ đô la trong năm 2018, không phải là con số không đáng để ý. Nhưng đáng để ý hơn nữa khi con số ấy đem về nguồn lợi cho dân chúng Việt Nam là bao nhiêu mới đáng nói. Có bao nhiêu phần trăm hàng hóa của Trung Quốc dán nhãn Việt Nam nằm trong số gần 40 tỷ thâm hụt mậu dịch mới là điều mà ông Tổng thống Donald Trump cần làm rõ.
Việt Nam sẽ phản hồi mạnh mẽ để khỏa lấp những cáo buộc mà Mỹ đưa ra. Nhưng cái người ta chờ đợi là lời giải thích có chứng minh bằng các chứng cứ cụ thể, chứ không phải là những quan ngại như thường thấy. Chỉ lo rằng sau khi ra về từ hội nghị nhóm G20 tại Nhật, ông Donald Trump sẽ đánh thuế lên nhiều mặt hàng made in Việt Nam, thì lúc ấy những con chuột hữu nghị sẽ trốn vào đâu trong sự giận dữ của người dân cả nước.